Hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để tiến hành thăm lại một công trình biệt thự 2 tầng mái Thái theo phong cách tân cổ điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Hữu. Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp được công ty chúng tôi tiến hành thiết kế trên 63 tỉnh thành. Và hôm nay tôi đang có một chuyến đi về tại xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để tiến hành thăm lại một công trình biệt thự 2 tầng mái Thái theo phong cách tân cổ điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Hữu. Và đứng bên cạnh tôi đây là bác Đích, là anh trai, cũng là người trực tiếp giám sát công trình này cho gia đình anh Hữu từ đầu đến cuối. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với tất cả mọi người cái mẫu biệt thự của gia đình anh Hữu, nó sẽ đi ra thực tế, nó sẽ giống nhau và khác nhau so với một cái mẫu biệt thự ở trong bản vẽ, nó có những cái điểm gì. Và bây giờ tôi sẽ xin phép là bác Hữu được chia sẻ với mọi người toàn bộ những cái công năng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh. Và đầu tiên thì cháu xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe và lời chào và bác Đích, và cảm ơn gia đình mình là đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của bên Kisato ạ. Thôi trước mắt thì đại diện gia đình thì chân thành cảm ơn đơn vị thiết kế thiết kế cho gia đình những cái căn biệt thự, đây là gọi là biệt thự quá đẹp và tuyệt vời, ưng ý và nó phù hợp với những cái miền quê yên tĩnh này. Dạ vâng, cháu rất cảm ơn gia đình bác ạ. Vâng, và bác Đích có thể chia sẻ cho mọi người là cái công trình này của gia đình mình thì mình tiến hành thi công trong vòng bao nhiêu tháng được không bác? Cái công trình này của bác là tức là tất cả là theo cái thiết kế và hợp đồng với thợ là trong 6 tháng. Vâng. Đấy, tức là 6 tháng tức là làm việc liên tục. Đấy, tức là thi công trong 6 tháng là công trình hoàn thành. Vâng. Đấy. Và bác có thấy là cái mẫu biệt thự của gia đình mình nó đặc biệt hơn so với các cái mẫu nhà xung quanh đây không ạ? Tức là một cái khác biệt nhất là tức là cái lý tưởng bây giờ là cái xã hội nó phát triển mà. Thì tức là cái thông tin đại chúng cũng phát triển. Vâng. Và cái nhu cầu của cái người dân thì cũng có tiền dành dụm thì cũng muốn xây một cái nhà ở. Vâng. Thì nó tính chất là nó hiện đại hơn một chút. Vâng. Đấy, nó còn cái nội thất bên trong thì tùy theo cái khả năng của mỗi gia đình. Dạ, nhưng vâng. Mà thực tế là tôi rất ưng cái mẫu biệt thự này của công ty thiết kế. Dạ vâng. Đấy. Và lát nữa thì cháu sẽ xin phép bác là được vào ở bên trong công trình để thăm lại toàn bộ công năng, thăm lại toàn bộ những cái việc bên công ty đã bố trí cho gia đình mình được không ạ? Rồi. Vâng, và trước khi đi vào thăm lại toàn bộ cái công năng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh Hữu thì các bạn hãy ngắm nhìn những chi tiết bên ngoài mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình anh và các bác thợ đã tiến hành thi công. Các bạn có thể nhìn thấy nổi bật lên là cái công trình này là một cái hệ biệt thự mái Thái theo phong cách tân cổ điển các bạn nhé. Và thay vào đấy chúng tôi sẽ sử dụng những cái hệ thống là con tiện bê tông để làm cái phần hành lang, phần lan can cho gia đình để làm sao nó nổi bật lên được cái phong cách. Và chúng tôi tạo ra những cái mặt ban công, những cái mặt sảnh phụ để là công trình nó nổi bật lên cái hình khối. Và ở trong không gian này thì có một cái điều đặc biệt, đấy là toàn bộ bốn mặt tiền đều thoáng, cho nên là gia đình anh sẽ sử dụng hết toàn bộ cái bốn phần mặt tiền này để tạo ra những cái điểm nhấn cho công trình. Và các bạn có thể nhìn thấy trong cái không gian này được bố trí rất là nhiều cây xanh các bạn nhé. Những khóm hồng rồi những cái cây vú sữa thì đều được gia đình là trồng vào đấy để lấy thêm cái nét thiên nhiên cho công trình. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn là những cái chi tiết, những cái công năng mà chúng tôi đã bố trí cho gia đình anh Hữu. Và ở đây là một cái hệ bậc tam cấp được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh từ sân lên đến phần nền nhà. Và toàn bộ cái phần mặt sân của gia đình anh thì anh cũng sử dụng là bằng đá tự nhiên để ốp lát vào cái phần mặt sân này các bạn nhé. Và cái phần bậc tam cấp này thì gia đình lại sử dụng là chất liệu là đá tự nhiên marble. Đấy, để nó tăng thêm cái điểm nhấn, nó tạo ra cái sự sang trọng cho công trình. Và ở đây là cái phần sảnh đón. Cái phần sảnh đón này được chúng tôi bố trí thiết kế cho gia đình hai cái cột được đắp vẽ rất là to để làm sao nó nổi bật lên được cái sự khỏe khoắn cho toàn bộ công trình. Và màu sắc chủ đạo của toàn bộ công trình này là một màu trắng các bạn nhé.
Rồi, ở đây chúng tôi sẽ bố trí thiết kế cho gia đình là một cái hệ cửa 4 cánh bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi, có hai cánh to và hai cánh bé các bạn nhé. Thì hai cánh to này nó sẽ mở ra một không gian để sử dụng một cách thoải mái nhất. Ở đây nó khoảng tầm là 1m7 các bạn nhé. Rất thoải mái để sử dụng là khi cho cái việc đi lại. Và ở trong không gian tầng 1 này thì chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình anh một khu vực phòng khách. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy từ góc nhìn này là một khu vực phòng khách được kết nối liên thông với khu vực phòng bếp các bạn nhé. Tận dụng mọi cái hành lang để làm đi vào ở khu vực phòng ngủ và nó sẽ không mất cái diện tích và không có một cái diện tích thừa nào. Đấy là một cái điều là cần ở trong cái bản thiết kế. Cái bản thiết kế nó sẽ vẽ ra cho mình là những cái không gian, những cái ngôi nhà, những cái mặt tiền tương lai mà cái công trình của mình sẽ có. Và ở đây là một không gian phòng khách như thế, rất là rộng các bạn nhé. Các bạn có thể tham khảo cái kiểu kiến trúc phòng khách như này, cái không gian như này để áp dụng vào cái công trình của gia đình mình. Một cái diện tích hạn chế, các bạn cũng có thể bố trí được một cái không gian rất là thoáng như thế này. Và ở trong cái không gian này thì chúng tôi sẽ bố trí rất là nhiều các hệ cửa để lấy ánh sáng. Thứ nhất là những cái hệ cửa sổ tấm kính mạng lớn kết hợp với nhôm hệ sinh pha các bạn nhé. Đấy, đây là những cái hệ cửa như thế. Và chúng tôi là bố trí như này để là lấy ánh sáng không khí xuyên từ các mặt vào. Do gia đình anh Hữu là có 4 mặt tiền các bạn nhé. Đấy, hai cái hệ cửa, một cái ở trước mặt chính, một cái bên hông. Và hai cái nhỏ hơn ở cái phần kệ TV đặt ở đây. Và trong không gian này thì anh cũng sử dụng hết đầy đủ các cái hệ rèm để tăng thêm cái tính thẩm mỹ và che bớt cái phần ánh sáng quá gay gắt các bạn nhé. Và ở trong cái không gian ở khu vực trung tâm phòng khách này thì anh sẽ sử dụng là trần nhôm giả gỗ các bạn nhé. Đây là chất liệu là trần nhôm giả gỗ và kết hợp với đấy là một cái hệ quạt trần trung tâm ở giữa này kết hợp giữa quạt trần cánh gỗ và đèn để tăng thêm cái nét thẩm mỹ cho không gian phòng khách. Và ở không gian phòng khách này thì anh bố trí một cái bộ bàn ghế hình chữ U. Đấy, nó rất là vừa vặn và nó rất là hợp với không gian này. Thì cả khi mà mọi người là ngồi xem, ngồi ở khu vực bàn ghế này, có thể xem tivi ở khu vực này, rất là tiện lợi. Và cái kệ tivi thì anh sẽ bố trí ở góc này. Đấy, để đảm bảo làm sao các cái hướng nhìn, cái tầm nhìn nó phải đảm bảo nhất cho toàn bộ cái thành viên khi xem truyền hình. Và ở đây sẽ bố trí thêm một cái hệ đèn tay tân cổ điển các bạn nhé, để nó phù hợp với kiến trúc của vẻ bên ngoài. Và ở đây là một cái không gian để kết nối ra khu vực sảnh phụ và nó nằm ở trong cái dạng không gian mở luôn các bạn nhé. Thì nó mở ra một không gian rất là rộng và tôi rất là thích cái kiểu kiến trúc này. Và ở đây là một cái hệ cửa để thông ra khu vực sảnh phụ và anh cũng sử dụng là bằng chất liệu nhôm, chất liệu là gỗ lim Nam Phi có khuôn bao. Tiếp theo, ở khu vực này thì chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình anh một khu vực bếp cộng ăn. Thì khu vực bếp cộng ăn này được chúng tôi bố trí thiết kế làm sao nó phải tạo ra một cái không gian thoáng để cho gia đình có thể sử dụng một cách thuận tiện nhất. Và ở đây chúng tôi sẽ mở ra một cái hệ cửa để kết nối ra phía hông của công trình cho do bên này là gòn đất các bạn nhé. Đấy, một cái cửa để kết nối ra phần hông, nó rất tiện lợi trong cái việc là giao thông và thuận lợi trong cái việc sinh hoạt. Và ở đây sẽ bố trí đầy đủ các cái hệ cửa để lấy ánh sáng từ phía sau vào, một cái hệ đèn dây được thả từ trên trần xuống. Đấy, bao gồm là 10 bóng. Đấy, nó sẽ lấy ánh sáng và nó sẽ tạo cái điểm nhấn cho không gian chỗ khu vực bàn ăn ở đây. Tiếp theo là cả khu vực là bàn bếp này, rồi được gia đình anh là sẽ sử dụng hết đầy đủ các cái thiết bị là tủ gỗ bằng thịt này, tủ gỗ thịt hết. Rồi ở trên này là các cái giá đỡ để là chứa các cái vật dụng như là bình gia vị hay là cốc chén, nó rất là thuận lợi. Và ở đây là một khu vực nhà vệ sinh được là chúng tôi thiết kế cho anh dưới khu vực cầu thang các bạn nhé. Và khu vực nhà vệ sinh này sẽ được bố trí đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh sen vòi bồn bệt để sử dụng cho gia đình. Và ở đây cái cốt nhà vệ sinh này nó khá là cao các bạn nhé, nó phải được khoảng tầm 2m2 cho nên là thuận lợi trong cái việc sử dụng. Và ở đây thì dưới khu vực tầng 1 chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình anh một khu vực phòng ngủ. Và phòng ngủ này sẽ có diện tích nó rất là thoải mái để là có thể sinh hoạt nhé. Và có hai cái hệ cửa được chúng tôi mở ra ở cái đầu giường và một cái hệ cửa bên hông để lấy ánh sáng không khí. Và trong không gian này thì anh đang tận dụng là để làm một cái kho nhỏ để chưa sử dụng các bạn nhé. Tiếp theo các bạn có thể nhìn vào không gian cầu thang. Thì không gian cầu thang này được chúng tôi là bố trí thiết kế cho anh là một cái dạng cầu thang bạn trượt chiếu nghị các bạn nhé. Và ở đây thì anh sẽ sử dụng là các cái trụ gỗ là bằng trụ vuông bằng chất liệu là gỗ lim Nam Phi kết hợp với các mặt bậc thì cũng anh sử dụng cũng bằng mặt gỗ kết hợp với những cái cổ bậc màu trắng này, kết hợp tay vịn bằng gỗ và cái lan can thì bằng sắt nghệ thuật. Đấy là một cái điểm nhấn rất là đặc biệt trong công trình của gia đình anh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi lên để tham quan lại toàn bộ không gian tầng 2 mà chúng tôi đã bố trí thiết kế cho gia đình anh Hữu. Vâng, và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ không gian của tầng 2. Thì ở trên khu vực tầng 2 này thì chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình anh một khu vực phòng thờ và ba khu vực phòng ngủ các bạn nhé. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái không gian chung
thì không gian này có thể gọi là một không gian sinh hoạt chung các bạn nhé. Là chúng tôi sẽ bố trí cho gia đình anh có thông ra cái phần ban công sảnh phụ ở tầng 2. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn là không gian khu vực phòng thờ. Thì không gian khu vực phòng thờ được chúng tôi là bố trí thiết kế cho gia đình anh với cái hướng phòng thờ là quay ra hướng mặt chính của công trình các bạn nhé. Và trong không gian phòng thờ này thì anh sẽ bố trí một cái bức vách CNC kết hợp với cả cái sập thờ, bàn cơm và một cái bộ là trường kỷ ở đây. Đấy, một bộ trường kỷ bằng gỗ lim ngày xưa các bạn nhé. Thì nó rất phù hợp với không gian phòng thờ này của anh. Và trong không gian phòng thờ này thì cũng được bố trí các cái hệ cửa này, các cái hệ rèm để là che bớt cái phần ánh sáng và cũng có thể lấy ánh sáng tự nhiên một cách là thuận lợi nhất. Và ở phía trước này thì là cái phần ban công sảnh chính các bạn nhé. Và trong không gian phòng thờ này là đã bố trí hết đầy đủ các cái vật dụng đồ thờ để phục vụ cho một không gian tâm linh của gia đình. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là ba khu vực phòng ngủ. Đầu tiên là một khu vực phòng ngủ khép kín. Thì khu vực phòng ngủ khép kín này cũng được là anh sử dụng lòng bằng chất liệu là cửa gỗ lim Nam Phi có khuôn băng để làm cái hệ cửa thông phòng. Và trong cái khu vực phòng ngủ này được chúng tôi bố trí thiết kế làm sao có cái không gian nó phải tương quan, không gian nó phải rộng rãi để làm có chủ nhân có thể sinh hoạt một cách là thoải mái nhất. Và ở đây là một cái hệ giường tủ được chúng tôi bố trí vào như thế. Và trong cái không gian này sẽ được chúng tôi là mở ra một cái hệ cửa để kết nối với cái phần ban công ở tầng 2 của công trình và mở ra hai cái hệ cửa ở đầu giường để lấy ánh sáng không khí vào. Và tiếp theo là sẽ sử dụng thêm những cái hệ rèm như thế này để tăng thêm cái điểm nhấn và nó che bớt cái phần ánh sáng đi. Và ở đây sẽ kết hợp thêm một cái khu vực nhà vệ sinh được bố trí đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh, sen vòi, bồn bệt để phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Tiếp theo là phòng ngủ số 2. Thì khu vực phòng ngủ số 2 này cũng được chúng tôi bố trí thiết kế rất là rộng các bạn nhé. Phòng ngủ này sẽ có diện tích khoảng tầm 16m² và nó cũng sẽ được bố trí các cái hệ cửa để lấy ánh sáng không khí. Kết hợp với ở trong khu vực là phòng ngủ thì anh sẽ sử dụng là những cái hệ thống đèn mâm ốp vào trần để là có thêm cái tính thẩm mỹ và nó không bị là quá nhiều đèn ở cái phần trần tường. Ở đây sẽ có một khu vực nhà vệ sinh. Thì khu vực nhà vệ sinh này là một khu vực nhà vệ sinh chung của tầng 2 các bạn nhé. Và anh cũng sử dụng là chất liệu cửa gỗ bằng lim Nam Phi để kết nối vào khu vực nhà vệ sinh này. Và trong khu vực nhà vệ sinh cũng sẽ được bố trí đầy đủ các cái thiết bị sen vòi, bồn bệt để phục vụ cho nhu cầu sử dụng. Và ở đây là không gian của phòng ngủ số 3. Thì không gian phòng ngủ số 3 này chúng tôi thiết kế cho gia đình anh với diện tích khoảng tầm 19m² các bạn nhé. Thì không gian này sẽ được bố trí một cái hệ giường, đấy, tủ, rồi các cái bộ phận treo quần áo, một cái bàn làm việc, một cái kệ tivi để phục vụ cho nhu cầu sử dụng. Và ở đây cũng được mở ra các cái hệ cửa để lấy ánh sáng xung quanh cái công trình vào cho cái không gian phòng ngủ này. Thì toàn bộ cái không gian phòng ngủ của gia đình anh thì đều được là lấy ánh sáng tự nhiên một cách là đầy đủ nhất để có thể là sinh hoạt một cách là thoải mái nhất các bạn nhé. Vâng, và vừa rồi tôi vừa chia sẻ với tất cả mọi người một mẫu biệt thự 2 tầng mái Thái theo phong cách tân cổ điển được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Hữu tại xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thì nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu biệt thự này thì hãy cho chúng tôi những lời nhận xét ở phía bên dưới. Và cháu cũng rất là cảm ơn bác Đích và gia đình anh Hữu đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato để công ty có thể về đây tạo nên cho gia đình mình một cái bản thiết kế, một cái mẫu nhà đúng theo cái yêu cầu và nguyện vọng của gia đình mình ạ. Thôi một lần nữa đại diện cho gia đình, thôi chân thành cảm ơn. Nhưng dạ vâng. Thiết kế cho gia đình đúng một căn biệt thự, tức là như ý của như ý đấy. Dạ vâng. Đấy, tức là mất bỏ đồng tiền ra xứng đáng. Dạ vâng. Đấy, cháu, đấy. Cháu rất cảm ơn những lời chia sẻ rất là thật của bác. Và bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng có một cái phần quà gửi đến gia đình mình, là cảm ơn gia đình mình đã tin tưởng và đồng hành. Và sắp tới thì mong gia đình mình sẽ luôn theo dõi công ty và theo dõi những cái bước tiến của công ty bác nhé. Dạ vâng. Thôi cũng mong muốn tức là những cái ngày gần nhất là tức là tôi thì lại giới thiệu cho những anh em bạn bè, tức là có điều kiện xây dựng những cái căn biệt thự dạ vâng. thì cũng đến công ty cho nó
tức là xây dựng cho nó thỏa đáng cái đồng tiền của mình. Dạ vâng, cháu rất cảm ơn bác ạ. Và nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà 2 tầng, một mẫu nhà vườn hay bất kỳ một mẫu nhà nào khác thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một mẫu nhà ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.